Quý vị và các bạn đang được thưởng thức chất âm và uy lực mạnh mẽ của cặp loa sạc pin Vega nổi tiếng đến từ Mỹ với model ProStack PS 15S 2 La Mã, một trong những model ở phân khúc bass 40 được xếp hạng đứng đầu của hãng loa nổi tiếng và chúng ta đã biết tới tên tuổi và thương hiệu quen thuộc này với dòng loa sở hữu chất âm 2 trong 1 cho vừa nghe nhạc lẫn karaoke. Quý vị thấy được rằng uy lực mạnh như sấm trên sạc pin Vega PS 15S 2 La Mã sẽ khiến cho rất là nhiều những anh em, cho dù chúng ta có cơ hội sở hữu hay không, nhưng quý vị vẫn phải công nhận với tôi một điều rằng với uy lực mạnh mẽ và chất âm karaoke chuyên nghiệp, đồng thời nghe đa thể loại nhạc khá là phổ thông hiện tại, mang lại cho người nghe chất âm và đẳng cấp đến từ USA. Mời anh em cùng thưởng thức tiếp theo và chúng ta sẽ có một cái nhìn nhận chính xác về những cặp loa hàng nòi được đến từ Mỹ trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Được rằng với uy lực đánh rung tường nhà trên cặp loa sạc pin Vega ProStack PS 15 2 La Mã đến từ USA, chúng ta cùng ngắm nhìn lại một lần nữa. Được thiết kế đóng bằng thùng gỗ sồi và bọc da, tất cả các góc của nó được ke góc rất là cẩn thận và chắc chắn. Chơi ở mọi không gian, từ những không gian phòng khách lớn cho tới các không gian nhà hàng, quán bar chuyên nghiệp hay các quán cà phê hay karaoke. Với model PS 15S 2 La Mã trên sạc pin Vega này, sở hữu chiều cao lên tới 75, ngang 50 và hậu sâu tới 43 cm, trọng lượng nặng vào khoảng 70 kg trên công suất trung bình cho cả đôi ở ngưỡng 1200W, độ nhạy 128 dB. Độ nhạy này thì quý vị chơi đa thể loại nhạc và karaoke thì nó là hết thuốc rồi. Về phía mặt trước là hai cái e căng và hai dòng chữ sạc pin Vega rất là đẹp. E căng lưới thép hoa dâu có thể nhìn xuyên vào phía bên trong của phần thùng loa. Với trang bị trên cặp sạc pin Vega này, chúng ta cùng quan sát. Được thiết kế hai quả bát siêu trầm, gân vải tẩm dầu, xương đúc và nam châm từ trắng rất lớn nổi tiếng của hãng sạc pin Vega. Ống hơi với đường kính phi 110, thở về phía mặt trước to như hai cái ống cống, bởi vậy tiếng trầm của nó sẽ rất mạnh mẽ, tương đương như là hai cái súp khủng ở phân khúc bát 40. Lực đánh như sấm trên sạc pin Vega PS 15S 2 La Mã. Và phần bên trên chúng ta cùng quan sát trên cặp loa này là một quả, đây là một quả trung càn với đường kính họng lên tới 30, cao khoảng trên 20 và củ lớn 16 cm, chuyên lấy lời. Họng của nó được thiết kế nửa ngoài là composite và nửa trong của nó được đúc bằng gang, củ 16. Đây là những quả trung càn cực kỳ là đã khi karaoke và nghe nhạc, thể hiện chi tiết đến từng tiếng gõ của nhạc cụ. Và đồng thời chúng ta còn thấy được rằng một quả check can họng gang của hãng sạc pin Vega với logo của hãng sạc pin được thiết kế dập chìm ở phía mặt trước. Như vậy quý vị có thể thấy được rằng cặp loa còn đẹp xuất sắc trước máy quay với chất âm 2 trong 1 cho vừa nghe đa thể loại nhạc và karaoke chuyên nghiệp, hoàn toàn xứng đáng tới từng đồng tiền bát gạo khi mà chúng ta lựa chọn những cặp loa có chất âm 2 trong 1 mạnh mẽ nghe nhạc và karaoke. Phần bên trên để phối ghép cho cặp loa tuyệt đỉnh này là một con đẩy thương hiệu nổi tiếng đến từ Đức với con đẩy Nách CX802, công suất sở hữu ở ngưỡng 2800W, thuốc đặc trị cho những cặp loa lớn khó đánh, và bộ mic Shure UGX30, một con vang số Dynatic C71V, trang bị những tính năng tối ưu nhất từ giải mã cổng quang Bluetooth cho tới phần Echo Reverb Delay chuyên nghiệp
Đó, điều chỉnh máy tính các chế độ cứng đã cài đặt sẵn và được trang bị luôn phần điều chỉnh tay cho bất kỳ ai cũng có thể điều chỉnh được khi nghe nhạc cũng như khi karaoke. Và phần trên cùng là con nâng tiếng DAC668. Đây là những tiện ích hỗ trợ cho nghe nhạc và karaoke, kết nối thập cẩm các loại ăn chơi. Nguyên cấu hình cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke, chuyên nghiệp ở những không gian phòng khách lớn. Chất âm và đẳng cấp đến từ Mỹ, có lẽ chúng ta miễn bàn luận rồi. Với chất âm 2-in-1 thì quý vị đừng bàn luận nữa. Sạc pin Vega thì ở đây chúng ta thấy rằng rất là nhiều những cặp sạc pin thì được sản xuất tại Philippines hay Taiwan, đó, hay thậm chí là Trung Quốc. Và những cặp loa được đến từ Mỹ, hay còn gọi cách khác là hàng nòi đến từ Mỹ, mới và đẹp xuất sắc chiếc quay quay. Chúng ta có thể thấy được rằng nó là một trong những cặp loa có đáng chơi và đáng sưu tầm hay không thì quý vị đã thấy rõ là câu trả lời. Trên kênh của Toàn Audio Nam Định, với phong cách màu nẹ luôn dành cho anh em những ưu đãi tốt nhất trên kênh của mình, xin chân thành cảm ơn. Mời anh em cùng mang tai phone và cùng trải nghiệm chất âm và uy lực như sấm của sạc pin Vega PS15S25 ạ. Rất mạnh, tôi về giảm nhỏ cái volume xuống.